Tập 36. Cảm ơn. Lỗi lỗi. Sao anh lâu vậy? Xin lỗi. Anh còn một cảnh MV chưa quay bù. Cô Tuyết bảo anh về studio. Ăn xong rồi hẳn đi được không? Mọi người đang chờ anh. Anh bận quá. Em thấy như có khoảng cách với anh rồi. Nhưng mà tim chúng ta vẫn ở bên nhau. Anh qua nói trước. Em tiếp đãi mẹ và chị đi. Lần sau anh mời bù. Cũng đành vậy thôi. Anh đi nhé. Đừng gọi ba là ba. Gọi chú được rồi. Con và Điệp Niệm là vợ chồng. Tôi chỉ phải gọi là ba. Bớt nói thừa. Tôi tới lấy đồ của Điệp Niệm. Ba, từ từ thôi. Cẩn thận. Cẩn thận. Sao bà bừa bộn như vậy? Ai dọn vậy? Con dọn rồi. Chỉ là mỗi lần dọn xong, Niệm Niệm đều bỏ thêm đồ vào. Mấy bộ này là cậu mới mua cho Niệm Niệm sao? Cũng tốt với nó đấy chứ. Niệm Niệm nói vợ không phá của thì kiếm tiền cho ai xài. Câu này nói không sai. Bình thường phòng này ai dọn? Bọn con cùng dọn. Niệm Niệm bày xong thì con dọn sạch lại. Niệm Niệm nói cũng tính là dọn chung. Đó là tác phong hành sự của con gái tôi. Ba, ba đừng để Niệm Niệm ly hôn con được không? Không được. Tôi không thể để con gái của mình chịu ấm ức ở chỗ của cậu. Không phải, con đang bồi dưỡng năng lực tự chăm lo của cô ấy. Ba cũng nói mà, lỡ như ngày kia hai người không còn nữa, Niệm Niệm phải làm sao? Cái gì mà làm sao, tức là giao cho cậu, để cậu chăm sóc nó. Con cũng nói như vậy, nhưng lỡ con cũng gặp chuyện thì sao? Tuổi Niệm Niệm bây giờ gửi tới cô như viện trẻ em, có chia đôi tuổi ra vẫn quá lứa. Cô ấy phải học cách chăm sóc bản thân. Ba, ba tin con, cho con cơ hội, cô sẽ bồi dưỡng cô ấy thành người tự lập, có thể tự lo cho thân mình. Cậu nói không sai. Nhưng ba mẹ cậu hơi bảo thủ thật. Nhưng con IQ cao mà. Con sẽ nghĩ cách để không để Niệm Niệm chịu ấm ức. Cô cũ, Tiểu Nặc, cô ngồi đi. Đây là sách mới in, cháu đem tới cho cô xem trước. Khá lắm, ổn hơn cô nghĩ nhiều. Cô hài lòng lắm. Vậy cháu yên tâm rồi. Bây giờ có cô chỉ dẫn, cháu học được rất nhiều từ cô. Không cần khách sáo. Tiếp theo, cháu định phỏng vấn ai? Cháu không phụ trách dự án này nữa. Cháu vừa từ chức. Tại sao vậy? Cháu thích công việc này lắm mà. Có phải vì chuyện bạn trai cháu thừa lỗi không? Cô cũng biết chuyện thừa lỗi sao? Ngày nào cũng đưa tin. Muốn không biết cũng khó. Xin lỗi cô cũ. Trước đây cháu không nói thật với cô.
Thực ra cô mới nên xin lỗi cháu. Cô không biết con trai mình đã có bạn gái sống chung, còn giới thiệu cho cháu. Giờ bọn nó sắp kết hôn rồi. Thực ra là tại cháu không tốt, là con trai cô không tốt. Nó không nên kết bạn với hai cô gái cùng một lúc, làm mất thời gian của cháu, lừa gạt tình cảm của cháu. Tại đây cô thay mặt nó xin lỗi cháu. Thực ra cháu và thừa lỗi. Được rồi, không cần giải thích. Thực ra chuyện trong showbiz cô cũng biết sơ. Rất nhiều lúc chỉ là tung tin đồn nhảm, thêm mắm dặm muối chỉ để thu hút người xem. Cháu và thừa lỗi yêu nhau bao nhiêu năm, chọn cậu ấy là đương nhiên. Cháu không thể làm con dâu cô, thì chỉ đành nói cô không có cái phúc đó. Có điều cô vẫn phải cảm ơn cháu. Thời gian qua cháu làm cô rất vui. Cháu xem số ảnh này, cô vẫn sẽ giữ lại. Xin lỗi cô cũ, cháu đã làm cô thất vọng rồi. Được rồi, đừng ủ rũ nữa. Chờ khi cháu và thừa lỗi kết hôn thì gửi thiệp cho cô, mong là được uống rượu mừng của hai đứa. Giờ cô sao rồi, sức khỏe vẫn ổn chứ? Thầy Cao và Cao Kiến biết bệnh tình của cô chưa? Cô không muốn để hai cha con họ lo. Yên tâm đi, cô sẽ nghe lời bác sĩ. Qua đợt bệnh này, cô dần nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Sự nghiệp thành công, kiếm nhiều tiền đi nữa thì có ích gì? Rất nhiều chuyện thật ra đã được an bài. Thôi thì nghe theo ý trời vậy. Sẽ khỏe thôi. Ông trời sẽ ưu ái cô, cho cô mau khỏe lại. Cảm ơn cháu Tiểu Nặc. Hèn chi cô thích cháu như vậy. Ba, sao ba về tay không vậy? Phương Tư Tài làm khó ba sao? Con gái cưng, ba vẫn nghĩ con nên về lại với Tư Tài đi. Đến rồi sao? Anh đã làm gì ba của tôi? Anh chắc là hệ thống điều khiển cho ông ấy à? Sao mấy mới vào có một lát mà đã thay đổi hẳn? Anh chỉ nói sự thật phân trừ lý lẽ với ba. Tôi không nghe anh dông dài. Tôi tự làm. Bao Điềm Điềm, em phải làm sao em mới không ly hôn? Tránh ra. Không phiền anh, tôi tự làm được. Không phải, chúng ta kết hôn mới có mấy tháng. Giống như xưởng thuốc phát minh ra thuốc mới, phải trải qua nhiều lần thí nghiệm và cân chỉnh mới phù hợp với nhu cầu thị trường. Tôi không phải chuột bạch, muốn thí nghiệm thì tìm người khác đi. Giống như penicillin, từ lúc phát hiện đến khi được ứng dụng tốn gần 10 năm. Chúng ta mới cứ có mấy tháng đâu, chỉ cần bỏ thêm thời gian chúng ta sẽ ổn. Đời người có mấy cái 10 năm, tôi không thèm phí phạm thời gian với anh nữa. Mấy cái vali kia đâu? Có phải anh đem giấu mấy cái vali kia của tôi không? Nói chuyện với anh đó. Anh xếp lại đồ cho em rồi, như vậy sẽ dư ra được nhiều chỗ trống. Sao anh làm được hay vậy? Chỉ cần điều chỉnh một chút, giống như chúng ta vậy. Điều chỉnh là một chút, có lẽ em sẽ không muốn ly hôn nữa. Điều chỉnh một chút, không thể nào. Anh hệt như ba mẹ anh mở miệng ra là sau khi làm con dâu nhà người ta thì phải thế này thế nọ, cứ xong là phải thế này thế nọ. Sau khi kết hôn tôi phải làm chuyện mình không thích chứ. Tôi không được đi chơi với bạn khác giới, không được về nhà mẹ đẻ thường, phải giặt đồ nấu ăn làm việc nhà, còn phải hầu hạ ba mẹ chồng. Chính vì phải làm quá nhiều thứ như vậy cho nên tôi mới không muốn kết hôn đó. Nhưng mà nếu như anh không ép em làm những chuyện này thì sao? Phương Tư Tề, anh đang bàn điều kiện với tôi sao? Xem như là như vậy đi. Nếu để em sống như trước khi kết hôn, không bắt em làm gì hết, cũng không quy định em phải làm gì, có phải em sẽ cân nhắc lại việc ly hôn không? Tôi muốn về nhà mẹ đẻ thì về. Đúng.
Em có thể ở đó 3 ngày, ở đây 3 ngày, miễn là em vui. Tôi không cần phải nấu ăn, giặt đồ, dọn vệ sinh nhà cửa. Được, cùng lắm là tìm người giúp việc. Không phải thường tới nhà anh ăn cơm. Chuyện này hơi khó. Không phải, nếu như em cân nhắc không ly hôn thì anh cũng có thể nghĩ cách. Chỉ cần chuyện tôi không muốn làm thì đều sẽ không ép tôi. Được, chỉ cần không làm được một điều thì mình ly hôn ngay. Quyết định như vậy. Nhưng anh chỉ có một điều kiện, em không được làm rối kế hoạch làm việc ngủ nghỉ của anh. Được, tôi đồng ý. Nghe như vậy cũng khá hay. Anh ở nhà anh, tôi ở nhà tôi. Muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì thôi. Vậy thì không giống kết hôn, giống như đang yêu đương vậy. Như chúng ta là cưới trước yêu sau, nên phải gọi là tình yêu sau khi cưới. Thông minh quá đi. Nhưng mà sao tôi phải hẹn hò với anh chứ? Thôi kệ đi, dù gì yêu đương cũng còn hơn kết hôn. Sau này có chuyện thì tính sao? Tiểu Ảnh gây rắc rối cho cô rồi. Không sao, bé bình an là được. Con có bí mật động trời muốn nói cho ba biết. Con có bí mật con nói đi. Ba giữ bí mật cho. Thì ra con biết ba không phải là ba của con. Vì ba con bỏ con lâu rồi. Nhưng mà con thích ba. Ba có thể làm ba con tiếp không? Tất nhiên là được. Ba thích Tiểu Ảnh nhất. Ba, con còn biết ba thích mẹ con. Nói lung tung gì đó. Con nít chưa hiểu gì. Con xem phim thần tượng nhiều lắm rồi. Nói nhỏ cho ba nghe. Con thấy mẹ cũng thích ba lắm. Hôm đó ở khu vui chơi mẹ cười rất vui vẻ. Lâu rồi con chưa thấy mẹ được cười vui như vậy. Mẹ vui là vì thấy con vui nên mới vui, có hiểu không? Không liên quan đến ba. Người lớn thật đáng ghét. Sao cứ toàn vòng vo không nói thật chứ? Nói dối cũng không tới chốn. Tới con nít như con cũng không lừa được. Cục cưng à, rốt cuộc con xem bao nhiêu phim thần tượng vậy? Ba phải đối xử tốt với mẹ đó. Ba hứa với con, quyết định như vậy nhé. Với lại những lời vừa rồi không được nói với ai. Không thì ba là khốn con. Không nói với ai, giữ bí mật cho con. Móc quéo. Thời đại nào rồi còn móc quéo? Khỏi cần, con tin ba. Con tin ba sao? Tiểu Ảnh, đủ rồi đó, đi về với cô đi. Thật đáng ghét. Đi nào. Mẹ à, hôn đi nào. Tạm biệt mẹ. Bye bye. Nói gì mà vẻ mặt kỳ lạ vậy? Còn xịt nữa. Không có gì. Đi làm trễ rồi. Ok. Cảm ơn. Được. Được, tiếp tục. Mình thay đồ cho thêm một set nữa. Sao nào, cần cài không? Tốt. Mời sợ phải không, mau uống nước đi. Rồi, chuẩn bị set tiếp theo. Cô đang làm gì vậy? Được ảnh hưởng mọi người làm việc được không? Tranh thủ thời gian. Mau.
Đến rồi à? Đói lắm phải không? Em mua bánh cho anh. Anh đói sắp thấy ảo giác luôn rồi. Thưa lỗi, qua nghe đạo diễn nói về quy trình của em phim ngày mai. Mau ăn đi, tốc độ. Được, tới liền. Lát ăn nha, em ăn trước đi. Anh đi làm đây. Đói lả sao bây giờ? Tháng này tôi lại dính hai cái. Tôi ba cái mới thảm này. Tôi bốn cái đủ gom thành bơm rồi. Mọi người đang đánh bài à? Đánh cái đầu của anh. Bọn tôi đang nói về thiệp cưới. Anh biết không, một thiệp ít nhất cũng phải 800-1000 tệ. Tôi thấy thật khó hiểu. Bây giờ người ta cố ý kết hôn có phải không? Cưới còn nối đuôi nhau có cho người ta sống nữa không? Tháng trước tôi mới thảm, dự đám cưới người ta xong phải ăn mì hết nửa tháng. Cô thì có là gì? Tôi thảm hơn. Tháng trước tinh mì tôi cũng không có mà ăn. Một gói mì chia làm ba, ăn cho qua ba bữa. Cứ đà này không ổn đâu. Tôi phải mau tìm người để lấy thôi. Dù là ai, tôi sao gì cũng hốt được một mớ phải không? Cổ Trì, tôi ngưỡng mộ anh quá. Lần sau tôi mà hết tiền thì hỏi mượn anh nhé. Tiểu Đồng Tử, đừng ngưỡng mộ tôi nữa. Thực ra tháng này người thảm nhất là tôi. Tôi nhận được hai thiệp giấy, ba thiệp bằng mail. Có cả hai đứa thất đức nổ thẳng tài khoản ngân hàng cho tôi. Thời buổi này không muốn ăn cũng được, muốn trốn mừng cưới thì không có cửa đâu. Anh chị em, nếu mọi người còn dư mì gói, xăm bông thì chuẩn bị cho tôi đi. Ai thảm hơn anh được? Được rồi, họp nào. Nội dung cuộc họp hôm nay là xét duyệt lần 1, đại đường vô sông 2. Mọi người nói tùy thích, phát biểu suy nghĩ của mình. Giờ chúng ta hãy vỗ tay chào mừng cô dâu chú rể trao tín vật định tình. Đứng yên. Tránh ra. Lượng lượng. Anh yêu em. Tạm biệt. Các anh em, rút. Làm gì vậy? Hợp được một nửa. Anh móc gì vào tay em làm gì? Anh có thể giải thích. Để anh giải thích. Mau giải thích đi. Dạo này tôi đang nghiên cứu mối quan hệ giữa đường kính ngón tay và tuổi thọ. Em nhìn đây, ngón tay anh đeo là vào. Em xem. Ok, ok có đúng không? Dạ gãi em xem. Ngón tay cô ấy cũng vừa đạt chuẩn. Nếu cái này là dẫn cưới thì tốt biết mấy. Giám đốc Cao, anh coi tôi cũng đeo dừa. Tôi cũng đeo dừa. Đừng nằm mơ nữa, tránh ra. Và như vậy không cần đâu. Sao vậy? Sao anh cố nhét vào vậy? Tôi rút không ra, cũng khá tốt. Em về rồi. Đúng lúc, ăn cơm được rồi. Em đang đói đây. Thơm quá. Ngon quá.
Đúng rồi, cái này là mấy món tuần sau mình ăn. Mấy món này đơn giản, không thành vấn đề. Anh biết nấu hết sao? Sao trước đây em không biết? Nấu ăn là một chuỗi các động tác, cũng như làm thí nghiệm vậy. Chỉ cần làm đúng bước, canh thời gian tốt là được. Mấy điều này anh nói em cũng biết, nhưng em chắc chắn không làm được. Nên vẫn là anh lợi hại. Mau ăn đi, mau ăn đi. Điểm điểm, muộn vậy con không về nhà, có khi nào Tư Tề không vui không? Không đâu, con nói với anh ấy rồi, con về nhà mẹ đẻ xem phim, anh ấy ở nhà ngủ một mình. Kết hôn rồi, con có thể thường về thăm ba mẹ, đúng là rất tốt. Đúng vậy, kết hôn rồi và có thể thường về nhà mẹ đẻ, giống như chưa kết hôn vậy. Chàng rể này được đó. Ăn cơm được rồi. Alo mẹ. Mai gọi con và Niệm Niệm về nhà ăn cơm à? Cô ấy không được vì mặt cô ấy bị sưng. Cô ấy không phải, không phải, cô ấy đi vệ sinh vật. Không phải, nhưng mà cô sẽ về. Thôi được. Sao rồi? Không ngờ mẹ tin luôn. Ông xã hôn nào. Ăn cơm đi. Lấy cơm nào, em sắp rớt rồi. Niệm Niệm, cô hẹn tôi ra, có phải tâm trạng là không vui không? Đâu có, giờ đây tâm trạng tôi tốt lắm. Giờ đây chồng tôi để tôi mặc sức làm tất cả mọi việc, không quản thúc gì hết. Vậy anh ấy biết cô đi với tôi cũng không giận à? Không, nói anh nghe, tôi lại được tự do rồi. Giờ tôi còn thấy vui vẻ hơn trước khi kết hôn nữa. Mau, anh mau xem menu đi. Chồng tôi đãi. Xem ra cô sống rất vui. Vậy tôi yên tâm rồi. Mau xem đi. Niệm Niệm, cô nghĩ chocolate cake và cheese cake, cái nào nhiều calo hơn? Giờ này tôi đang kiểm soát cân nặng. Câu hỏi đơn giản như vậy, tôi hỏi chồng tôi. Đừng đừng đừng, tôi tự chọn. Không sao, kể anh nghe. Chồng tôi cứ như bách khoa toàn thư, di động vậy. Anh ấy thông minh lắm, cái gì cũng biết. Xem ra tình cảm của hai người dạo này rất tốt. Trước đây cô gọi anh ấy là Phương Tư Tề, bây giờ gọi là chồng rồi. Có sao? Ông xã, em hỏi anh nha, chocolate cake và cheese cake, cái nào ít calo hơn? Được rồi, vậy không nói với anh nữa. Bye bye. Chị Tiểu Naka, em sắp bị chói mù rồi. Bộ này đắt lắm phải không? Lỗi lỗi mua đó. Hâm mộ chị quá. Nếu em cũng có bạn trai như vậy thì tốt quá. Được mà, em còn trẻ. Mua cổ phiếu tiềm năng, rồi chờ 12 năm nữa. Em không chờ nổi. Nếu anh thừa lũi làm bạn trai em thì tốt. Ý em không phải nói anh thừa lũi là bạn trai em đâu. Ý em là nếu em cũng có bạn trai tốt như anh thừa lũi thì có thể nhàn hạ, khỏi phải đi làm như chị. Đúng rồi chị Tiểu Nặc, bây giờ mỗi ngày chị làm gì? Đi theo anh thừa lũi chắc chắn có nhiều chuyện vui lắm phải không? Chuyện vui không liên quan gì đến chị. Trong showbiz chị không là gì cả. Tuy bọn chị ở bên nhau mỗi ngày, nhưng là giống như người sống trong hai thế giới. Sao như vậy được? Chị chắc chắn có rất nhiều người muốn nịnh nọt làm thân với chị kìa. Đâu có. Em coi, chị đâu phải ngôi sao, đâu phải nghệ sĩ, nhưng phải nghĩ cho hình tượng của Lỗi Lỗi. Ngay cả nơi như vậy chị cũng không dám tới, sợ có người theo chụp lén. Mỗi ngày chị phải ngồi ra ngồi, đứng phải ra đứng. Nếu bị chụp ảnh xấu thì phiền lắm. Giờ sống chẳng có chút đời tư nào. Thật là, ở đâu vậy? Có chụp được em không?
Nói mẹ nghe bộ lễ phục này thế nào. Mẹ à, con chuyện lễ phục mẹ đừng có lo nữa. Con hiểu lầm rồi. Bộ lễ phục này là xin hãy dùng đôi mắt sắc bén của con cho mẹ biết. Nếu như mẹ con mặc bộ lễ phục này thì liệu có khí chất giống như phi Manako không? Được. Được. Mẹ vui là được. Con giả tạo quá đó. Chân thành một tí được không? Cho con biết lần này khác thật sự. Con gái mẹ cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, chịu kết hôn rồi. Con biết mẹ vui cỡ nào không? Với lại cả nước đều đang quan hô cho con. Nhưng mà sao mẹ cảm thấy chuyện kết hôn lớn như vậy mà con không để tâm chút nào? Con đâu có giống mẹ. Kết hôn với mẹ là sở thích, hứng thú. Tất nhiên là mẹ vui rồi. Với con thì đó là gánh nặng, phiền chết đi được. Mẹ hỏi con, khi nào con nghỉ việc? Nghỉ việc? Sao con phải nghỉ việc? Con có làm thật. Ý con là kết hôn với nghỉ việc chẳng có liên quan gì nhau. Tất nhiên là có liên quan. Sau khi kết hôn, phụ nữ phải ở nhà hưởng phước. Kiếm tiền là chuyện của đàn ông và là trách nhiệm của đàn ông. Sao con vẫn phải đi làm vất vả như vậy? Con không đồng ý. Phụ nữ nên có công việc riêng, có năng lực kinh tế. Cuộc sống mà đến mua cái túi bộ đồ cũng phải nhìn sắc mặt đàn ông thì con không muốn sống. Điều đó sẽ làm đàn ông xem thường. Như mẹ vừa nói, chuyện hưởng phước gì đó dựa vào mình là được. Sao phải dựa vào đàn ông chứ? Sai. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Phụ nữ kết hôn xong thì nên ở nhà giúp chồng dạy con. Đó là phẩm chất truyền thống tốt đẹp ưu tú của Trung Hoa ta hơn 5.000 năm nay. Vậy sao mẹ không nói sự nghiệp quảng cáo 5.000 năm của dân tộc Trung Hoa còn con chứng hơn đi? Tóm lại con sẽ không vì kết hôn mà bỏ sự nghiệp đâu. Cứ ở đó nói nhảm đi con. Con nghĩ đi, phụ nữ ra ngoài phấn đấu, đàn ông cũng ra ngoài phấn đấu, thì ai chăm con cái? Nhà cửa ai lo? Lỡ hai đứa có con thì ai nuôi ai chăm? Chẳng lẽ con cho nó vào chậu hoa để nó tự lớn lên? Mẹ à, con còn chưa cưới mà lấy đâu ra lắm vấn đề như vậy? Con chịu kết hôn đã là nhượng bộ lắm rồi. Chuyện sau khi cưới con không nhường đâu. Con gái vừa phải chăm lo gia đình, vừa phải ra ngoài phấn đấu, thực sự rất vất vả. Nhưng giờ làm gì mà không vất vả đâu? Ở nhà có hai người thì phải hai người cùng gánh. Sự nghiệp là để thêm gạch ngói cho gia đình thì phải do hai người phấn đấu chứ. Không thể nghĩ anh phải làm gì, tôi phải làm gì, không nghĩ coi chúng ta cùng làm gì thì sao mà được. Phân công hợp tác, phân công hợp tác. Chỉ phân công không hợp tác là không được. Ôi mẹ ơi, con có lấy chồng cũng như không. Ông trời ơi, mau cứu con gái con với. Nó điên rồi. Mẹ điên thì có. Mau, mau khám bệnh cho tôi đi. Mau mau mau. Tôi là bác sĩ thú y. Anh muốn khám bệnh thì làm giấy chứng nhận là chó trước đi. Cậu đừng đùa nữa được không? Trước khi tôi mất lý trí loài người. Mau khám bệnh cho tôi đi. Anh lại không khỏe ở đâu sao? Chỗ nào cũng không khỏe. Nói cậu nghe, mấy ngày nay trong đầu của tôi toàn là Minh Lượng. Tôi muốn kết hôn với cô ấy mà tần suất ngày càng cao, ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật của tôi rồi. Cậu mau cầm dao mổ cái nghĩ xấu xa này ra cho tôi. Vậy thì phải dứt luôn bộ óc. Đừng có đùa nữa được không? Cậu mau nói xem có cách nào chăm cứu, điện trị liệu hay là uống thuốc gì cũng được. Mau mau mau. Cách chỉ có một, nhưng mà anh phải chờ. Chờ gì? Chờ trong bao lâu? Chờ kiếp sau. Tiêu rồi, tiêu rồi. Bây giờ trong đầu của tôi toàn là cô ấy. Tôi muốn ở bên cô ấy. Thậm chí tôi muốn coi con nuôi của cô ấy như con gái mình, nhận về nuôi. Sợ ba chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau. Tôi mới cười có phải không? Phải. Sức là thu bỉ. Bệnh của tôi nặng thêm rồi. Này anh không thể nghe theo ý nghĩ và nguyện vọng của mình sao? Vậy thì sẽ dễ chịu hơn một chút. Cái gì mà dễ chịu hơn? Cậu muốn tôi lấy Minh Lượng thật sao? Anh hai cậu quên rồi sao? Mọi việc đều là giả, chỉ là để làm yên lòng khách hàng, phụ huynh. Rồi thì Minh Lượng chưa chắc đã muốn kết hôn.
Tuy tôi không biết nội tình, nhưng mà tôi nghĩ người không muốn kết hôn như anh mà cũng thèm kết hôn rồi, không chừng người khác cũng muốn kết hôn đó. Ý cậu là có thể Minh Lượng cũng muốn kết hôn. Đây chỉ là suy nghĩ hợp lý. Tôi nghĩ là hai người có thể xem hôn lễ giả này thành hôn nhân thật, làm theo thứ tự, đăng ký kết hôn rồi cùng nhau thực hiện quyền và nghĩa vụ hợp pháp của vợ chồng, rồi xử lý nó như là một cuộc hôn nhân thật. Ý cậu là biến giả thành thật? Chỉ có thể nói là thí nghiệm. Giờ tôi với Niệm Niệm cũng đang trong trạng thái như vậy. Chỉ là thí nghiệm tới giờ hình như không có tiến triển gì. Alo. Muộn vậy rồi vẫn chưa xong việc sao? Ngày nào cũng làm việc rất muộn rất mệt, chẳng có thời gian gọi điện nữa. Vậy mau đi nghỉ đi. Đúng rồi, mai là họp báo album mới của anh, em không được vắng mặt đấy. Em không đi đâu. Gì mà không đi? Việc quan trọng như vậy sao em lại không tới? Em đi theo cũng đâu có giúp được gì cho anh. Với lại em lo cô Tuyết nói em vướng víu. Cô Tuyết là người như vậy, em đừng có nghĩ nhiều. Em thấy ánh mắt của ấy nhìn em lạ quá, hình như là không thích em. Em đừng để bụng. Cô Tuyết làm việc là như vậy, rất nghiêm túc. Sao anh bên cô ấy mãi vậy? Anh đâu có bên cô ấy. Cô ấy luôn như vậy, cũng rất hung dữ với anh. Nhưng mà anh biết cô ấy muốn tốt cho anh. Thời gian anh ở chung với cô ấy còn gấp ngàn lần là ở với em. Cô ấy giữ như vậy anh còn bảo là tốt. Không biết hai người đã xảy ra chuyện gì rồi. Bọn anh xảy ra chuyện gì được chứ? Nghe nói rất nhiều người muốn nổi đều nịnh cô ấy. Ý em là anh đang nịnh cô ấy sao? Em không có ý đó. Tất nhiên là anh sẽ không. Nhưng ngày nào cô ấy cũng theo anh, lỡ đâu có ý với anh thì sao? Được rồi, được rồi. Anh không nói với em về vấn đề này nữa. Ngủ sớm đi. Biết cướp điện thoại luôn rồi. Đùa cũng không được sao? Anh thừa lỗi. Sao cô tới đây? Em đã follow hết Viber đạo diễn giúp anh gia và tất cả nhân viên công tác liên quan đến anh. Có người đăng bài bảo anh xong việc, đúng lúc em ở gần đây nên mua đồ ăn qua thăm anh. May mà kịp. Ăn đi còn nóng đó. Chúng ta ăn chung đi. Được được. Đâu? Đói lắm có phải không? Làm anh hết hồn. Cho em mượn tay tay. Tay 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 tay. Cuối cùng cũng hết rồi. Máu bắn tung tóe. Đã thật. Đã. Anh không xem sao? Xem rồi xem rồi. Máu bắn tung tóe như vậy. Đúng là đã, rất đã. Tốt lắm. Em đổi phim khác.
Giày cũng sách như giày được à? Ông xã, em về rồi. Giày ở bên ngoài là anh sắp có phải không? Ông xã, anh đánh dấu quần áo luôn sao? Giỏi thật. Em cũng không biết mình có nhiều đồ như vậy. Phải, em nhiều đồ quá rồi. Từ kiểu màu đến chức năng đều khác nhau. Để như vậy em sẽ dễ tìm ra nó ở đâu. Anh tính rồi, mỗi lần em ra đường thì thời gian để tìm và phối đồ là 117 phút, 2 tiếng thôi mà. Vẫn ổn, 2 tiếng. Em đi dạo đi chơi với bạn thì cũng hơn ở đây là tìm đồ chứ. Cũng đúng, vậy nên anh lập trình cho em một chương trình. Chụp hết quần áo, túi và trang sức của em vào, tạo nên một phần mềm phối đồ theo trend của tạp chí thời trang đề nghị. Em xem đi. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho em. Dân kỹ thuật giải cứu thế giới mà. Anh thật tốt. Trước đây em trách nhầm anh rồi. Vậy thì anh không phải chờ em 2 tiếng nữa. Hóa ra cũng vì bản thân mình. Thích không? Không thích trả anh. Thích. Giờ em thấy có kế hoạch cũng tốt. Thưa lỗi. Chào mọi người. Thưa lỗi. Come on. 感恩 Thưa lỗi. Mong là mọi người thích album mới nhất của tôi. Và mong là mọi người thích bài hát trong album mới của tôi. Dương Tiểu Nặc, album này anh chờ 12 năm. Anh đã nói không có em sẽ không có anh của bây giờ. Cảm ơn em 12 năm nay. Em không xa rời, luôn ở bên anh. Anh cũng nói bất kể anh ở đâu, bất kể anh làm gì, chỉ cần em xuất hiện thì bài hát này sẽ cất lên vì em. Tôi vô tình ngâm nga giai điệu ấy, chỉ muốn quật cường bảo vệ em. Mỗi ý tưởng điên rồ quá thành cát bụi. Đợi chờ một tương lai thét gào đi qua. I do. Em là kim cương của tôi. Yêu nhau đi. Thank you.
Tuy chúng ta kết hôn giả, nhưng anh thật lòng với em. Anh nghiêm túc đó. Em tin không? Không tin thì em nghe đi.